Vật tư nông nghiệp Út Nhỏ xin kính chào anh user 826 nha. Thì anh có hỏi em là mít bị bỏ phấn trắng loại thuốc xịt loại thuốc nào? Thì đây là combo anh có thể quản lý được cái con bỏ phấn trắng. Ngoài ra thì nó còn quản lý được là bỏ trĩ nè, gầy lưng trắng, gầy xanh, bỏ xích mũi nè, sâu nhện luôn nha. Mình phối với cái gói sâu nhện này mình quản lý được sâu nhện, và đặc biệt là mình phòng ngừa được sâu đục luôn nha, sâu đục trái, sâu đục thân luôn cái gói này. Thì cái chai này hoạt chất của nó là thiamethoxam nha. Đó, nó rất là mát, nó an toàn, mình xịt nó không có bị vàng gai mít nè. Đó, thiamethoxam nồng độ là 500 SC, cao nhất trên thị trường hiện nay luôn nha. Đó, rất là hiệu quả luôn. Và cái chai này nguyên liệu nó là của Ấn Độ nha. Đây, cái chai nó là nguyên liệu của Ấn Độ nha bà con. Đây, rất là hiệu quả luôn. Và mình kết hợp với cái gói sâu nhện này để mình quản lý cả sâu nhện, phòng ngừa sâu đục trái, sâu đục thân luôn. Thì một gói như thế này dạng cốm cũng rất là mát, an toàn cho cái trái mít của mình ha. Đó, một gói như thế này là 35k nè, mình pha được 2 bình. Còn cái chai này là 160k, mình pha được 10 bình nha. Đó, thì mình phối combo như thế này. Còn nếu anh em nào mà xịt phi thì một combo là 230k, 2 phi 400 lít. Cái gói này là hàng của Singapore nha mọi người. Đó, cái gói này là hàng của Singapore nha, bao gạch nha. Đó, anh em thấy không? Đây, thì em xin gửi anh tham khảo cái combo bỏ phấn trắng, bỏ xích mũi, gầy xanh, gầy trắng, điệp sáp, bỏ trĩ, sâu nhện. Đó, thì nếu anh có cần anh cứ KB dép Lào với Út nha, KB dép Lào với Út, rồi inbox qua đó cho Út, Út hỗ trợ anh nha, anh user. Đây, số dép Lào cá nhân của Út nha. Đó. Cảm ơn anh đã quan tâm theo dõi vật tư nông nghiệp Út Nhỏ bên em nha.